Thì phải trẻ đi nhân quý mến ta đi biết mà ta đi với nghiệp của ta dù cho tốt cả sau tao ra từ mình theo ta như bóng mà theo hình ta thọ quả bao phân minh kết thành khi tuệ quán chiếu tỏ tường các hạnh vốn dĩ vô thượng xưa nay thoát cả ly khổ não đọa đày là thanh tịnh đạo ai rải chớ quên khi tuệ quang chiếu tỏ tường các cả vốn dĩ đau thương khổ nạn quá cả ly phiền não chán nhàm là thanh tịnh đạo niết bàn tìm đâu khi tuệ quang chiếu tỏ tường các cả cũng vậy đau thương khổ nàng quá cả ly phiền não tán nhầm là thanh tịnh đạo niết bàn tìm đâu thì tuệ quang chiếu tỏ tường các pháp vô ngã chẳng thuộc là ta quá cả ly phiền não ác ta là thanh tịnh đạo chẳng xa lối về. Thiền ở trên hư không địa cầu thượng hữu đó thông mọi đều long vương thần lực đồng sinh quan hệ phước đệ của chúng mà tôi hòa trì Phật ca giáo tăng bồi các bậc thầy cô an vui lâu dài nguyện thuộc các khổ mà ta đi chúng mà được phước lâu chúng mà tôi vội thu đạo màu tôi tình tăng ở vô sinh
Dạ, con xin kính chào quý Phật tử hiện tại còn ở trong Zoom. Dạ, hồi nãy là Ngài đã chia phước, đọc kinh chia phước cho chúng ta rồi. Và giờ hành thiền cũng đến đây đã kết thúc. Con xin đại diện ban tổ chức và kết thúc khóa tu tại đây. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình khóa thiền sắp tới. Sẽ do ban tổ chức và Ngài và các quý sư thực hiện trong tương lai. Con xin cảm ơn quý vị. Chúc quý vị đem về cho gia đình những năng lượng an lành. Và hẹn gặp lại quý vị trong những khóa tu sau. Xin cảm ơn quý vị.